Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách cắt trái bí của mình nha. Mình sẽ cắt hình mặt trên trái bí này. Những dụng cụ thì mình cần có là con dao nè. Và mình có cái đồ bào nè. Và đây là cái bộ cắt rau củ quả của mình đây. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ và vẽ hình mặt trên trái bí nha. Mình sẽ lựa cái phần u lên nè, là mình bào ha, tại vì mình sẽ khắc hình mặt ở trên đây nha. Mình nấu ăn cho nên mình sử dụng toàn là những dụng cụ để nấu ăn, để làm, tại vì mình không có là dân chuyên nghiệp đó các bạn. Khắc hình cho nên ở nhà mình có gì thì mình sử dụng cái đó nha. Bây giờ trái bí của mình đã gọt vỏ xong rồi nè các bạn. Mình không có cần mà gọt cái vỏ kỹ nha. Lát mình khắc hình á, cái này nó có mấy cái mũ á, mình lau cho nó sạch để mình vẽ hình lên nha. Bây giờ mình dùng cái mũi nhọn giống vậy nè, mình lấy đồ cái công ba của con mình vẽ, thì mình đã quả sơ sơ rồi. Bây giờ mình sẽ lấy dao mình cắt nha. Đây là hai con mắt nè, không biết các bạn có thấy không, đây con mắt nè, đây con mắt nè, và đây là cái lỗ mũi, và đây là cái miệng. Bây giờ mình cắt ha, để đỡ tốn thời gian, mình sẽ cắt sơ sơ nha, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ mình đã cắt được chút chút nhị và mình lỡ dở công việc á, bây giờ mình sẽ bao nó lại và mình bỏ vô tủ lạnh mát nha. Khi nào mình có thời gian mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem nha. Chào các bạn, bây giờ mình tiếp tục mình làm cái mình cắt cái pumpkin nha, trái bí nha. Bây giờ mình đã làm sơ sơ vậy rồi, thì để cho cái lỗ mũi nó nổi lên á thì mình phải hạ hai bên này. Và để cho cái miệng ở đây thì mình phải hạ bên này luôn. Coi như là một lát mình sẽ cắt hai mé này thấp xuống để cho nó nổi cái mũi lên nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình làm tiếp ha. Các bạn thân mến, bây giờ cái trái bí của mình đã cắt được nhiêu đây nè. Mình chỉ còn chút xíu ở ngay cái chỗ này thôi. Đó, các bạn thấy không? Thật sự ra không có khó đâu các bạn. Tại vì cái này mình làm chút xíu lông mày cho nó, tại vì cái này đó mình giống như mình đã nói, cái phần mũi á thì mình làm cái này nó thấp xuống, thì cái phần miệng mình làm nó thấp xuống thì nó sẽ nổi cái phần mũi này lên. Cái này các bạn làm riết là cũng quen à, bạn thấy không, rất là dễ. Làm cái ông này thì cũng không có dữ lắm ha. Cái miệng bự bự, con mắt lòi lòi cũng không có dữ lắm hả. Bây giờ mình làm tiếp nha. Bây giờ cái pumpkin của mình, trái bí của mình đã khắc hình mặt người xong rồi nè. Các bạn nhìn thấy cái ông này, cái mặt có thấy ghê không? Mình mong rằng các bạn làm thử nha. Mình chúc các bạn khắc hình mặt trên trái bí thành công nha. Thân mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới ha.